Nướng lợn trong rừng. Ngày xưa, ở một thảo nguyên nọ, có chàng trai mồ côi cha mẹ tên là Linka. Chàng săn bắn rất tài nên được lão điền chủ để mắt tới, cho làm nô bộc trong nhà. Nè, con khỉ kia, mau trả lại ta chiếc khăn đi. Trời ơi, chiếc khăn móc cao thế kia, làm sao mà ta có thể lấy lại được đây? Thì ra là Linka. Cảm ơn chàng đã giúp tôi lấy lại chiếc khăn. Tài thiện xạ của chàng quả thật khiến người ta phải nể phục. Chỉ là chút tài lẻ thôi, cô chủ đã quá khen rồi. Sau buổi gặp mặt lần đó, Maika và Linka thầm cảm mến nhau, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Người đó không lẽ là... Hả? Dạ, người nói sao? Có thật là như vậy không? Thưa ông chủ, chính mắt tôi nhìn thấy cô chủ cùng thằng Linka tình tứ cởi ngựa với nhau trên thảo nguyên. Làm sao mà sai được? Không những thế, họ còn hôn nhau nữa ạ. Quá đáng, khốn rách áo ồm đó. Đã nghèo lại còn bày đặt trèo cao ư? Đừng có mơ. Maika nè, con đã đến tuổi trưởng thành, cũng đã đến lúc phải tính tới chuyện lấy chồng rồi. Cha đã quyết định sẽ gả con cho điền chủ Sashi ở vùng Canvas rồi. Là thằng Linka phải không? Ta sẽ không bao giờ cho phép con lấy nó, bởi vì nó không cùng tầng lớp với chúng ta. Hãy nhìn điền chủ Sashi xem, ông ta sở hữu trang trại ngựa rộng lớn nhất vùng Canvas. Đâu như thằng Linka, đến con ngựa, hắn còn phải trông nom chăm sóc cho người khác kia kìa. Cha không được phép nói chàng như vậy. Tuy chàng không giàu có gì, nhưng ở chàng có thứ mà những người danh gia vọng tộc không có được, đó chính là tình yêu chân thành. Còn chỉ cần như vậy là đủ rồi. Còn dám cãi lại lời ta ư, Maika? Đó giờ con vốn là một cô gái ngoan hiền và cực kỳ hiểu chuyện. Chính tình yêu đã khiến con ngu muội rồi. Người đâu, mau giam tiểu thư vào phòng cho ta. Cha, xin cha hãy chấp nhận tình yêu của con và chàng đi, cha. Thưa ông chủ, tôi đã sẵn sàng đợi lệnh. Tiểu thư còn thức đó không tiểu thư? Ta đây, Lina, có chuyện gì thế? Tiểu thư, Linka đang gặp nguy hiểm. Em vừa nghe ông chủ cho người đi ám sát chàng đó. Hả? Cha cho người hạ sát chàng sao? Không được, ta phải đi tìm Linka. Lina, em hãy mở khóa cho ta, ta phải đi cứu chàng. Cửa được khóa rất kỹ càng, em không biết làm cách nào để có thể mở cho tiểu thư được. Nếu vậy thì ta sẽ tìm cách thoát ra bằng đường cửa sổ. Ngươi lại? Sao ngươi lại muốn giết ta? Mau nói ngay. Vì tiểu thư Maika không chịu lấy điện chủ Sashi, nên ông chủ sai tôi giết cậu để ngăn hai người đến với nhau. Thế còn Maika, giờ nàng ấy đang ở đâu? Linka, Linka, chàng ở đâu? Linka, Maika, ta xin lỗi, chính ta đã đẩy nàng vào tình thế này. Giờ đây chắc nàng đang vô cùng hoảng sợ. Maika, hãy đợi ta, ta sẽ nhanh chóng đến giải cứu cho nàng. Linka, chàng ơi! Hả? Là Maika, đúng là giọng của Maika rồi. Linka, Linka. Maika, là ta đây. Đúng là chàng rồi. Thiếp cứ nghĩ rằng sẽ không được gặp lại chàng nữa. Trời ơi, sao nàng lại để cho cây gai cào xước hết cả thế này? Để ta lấy khăn lau vết máu cho nàng nha. Các người hãy mau lần hết khoảng rừng này. Bằng mọi giá phải tìm cho ra thằng Linka và tiểu thư Maika. Không được để cho chúng thoát. Bắt được Linka cứ giết tại chỗ. Còn tiểu thư Maika phải cẩn thận và đem con gái về cho ta. Không xong rồi, chúng ta phải mau chạy thôi. Nếu như để cha bắt được,
chắc chắn cha sẽ không để chàng được toàn mạng đâu. Nếu trước sau gì cũng phải chết. Em xin nguyện được chết theo chàng. Vừa dứt câu, Liên Ca và Mai Ca ôm lấy nhau thật chặt và gieo mình xuống vực sâu. Đây là khăn của con gái ta. Cảm thương cho số phận đôi uyên ương xấu số, một phép màu nhiệm đã xảy ra. Chiếc khăn kỷ vật tình yêu của Mai Ca và Liên Ca bay trong gió, vướng lại trên một cành cây và hiện thân là cây bông ngày nay, lưu dấu mối tình đẹp thủy chung. Hoa bông bung nở tỏa hương thơm mát cả một vùng đường núi, như một minh chứng cho tình yêu trong trắng, chân thành của đôi trai gái bạc mệnh. Món quà sinh nhật. Gọi mãi không thấy. Hôm nay là sinh nhật mình mà. Liệu mẹ có quên không? Mèo con hôm nay dậy sớm thế. Mẹ đây rồi. Hôm nay là sinh nhật con đó. Mẹ vẫn nhớ. Đây, quà của con đây. Ôi, thích quá. Cái gì thế ạ? Sao thế? Con không thích chiếc áo này à? Con sao mẹ không mua váy cho con? Cái áo này chẳng đẹp tí nào. Mẹ thấy chiếc áo này xinh đó chứ, rất hợp với con mà. Con không thích, màu xanh nhìn xấu lắm. Thôi được rồi, để mẹ đi đổi cái khác cho con. Thôi, mẹ để chiều hãy đi, bạn con sắp đến dự sinh nhật rồi, mẹ phải ở nhà chuẩn bị cho con chứ. Ừ, thế cũng được. Sao lâu thế mà các bạn chưa đến nhỉ? Các bạn đến rồi. Mẹ con có đau không? Ngã thì phải đau chứ. Thế mà cũng hỏi. Thôi, mọi người vào nhà đi. Cảm ơn các cháu đã đến dự sinh nhật của mèo con. Các cháu tự nhiên nha. Vâng ạ. Đây là bánh mật ong tớ tự làm, tặng cậu nè. Bánh hả? Mẹ tớ cũng làm bánh cho tớ rồi. Với lại, tớ chẳng thích bánh mật ong đâu. Đây là món cá rán tớ vừa làm. Chính tay của tớ đã bắt nó ở dưới suối đó. Ngon lắm, tặng cậu nè. Hay dào, tưởng gì, cá thì ngày nào tớ chả ăn. Sáng nay tớ đã dậy rất sớm để hái chúng đấy. Thôi, để trên bàn đi. Không nhựa qua làm bẩn hết váy của tớ bây giờ. Các cháu ăn bánh đi, bánh bác tự làm đó. Sao bánh mẹ làm cứng thế? Chả ngon như mọi ngày. Mẹ thấy nó bình thường ấy chứ. Thôi muộn rồi, chúng cháu xin phép bác, chúng cháu về ạ. Sao các cháu về sớm thế? Vừa đến thôi mà các bạn. Dạ thôi, chúng cháu xin phép. Kìa. Chán quá, sinh nhật gì mà chả vui gì cả. Con có biết vì sao các bạn lại bỏ về không? Vì sao hả mẹ? Con đã không biết cách cư xử. Mọi người đến chúc mừng con phải vui vẻ tiếp đón chứ. Mẹ và các bạn quan tâm và yêu quý con nên mới tự tay làm những món quà tặng con. Vậy mà con lại còn chê bai đủ kiểu. Con làm mẹ và các bạn buồn đó. Con đáng ghét thế sao mẹ? Chỉ là con chưa hiểu thôi. Nếu con thay đổi, biết quý trọng tình cảm của mọi người thì mọi người sẽ lại yêu mến con thôi. Thật thế hả mẹ? Ừ. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Từ giờ con sẽ không như thế nữa. Con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi là tốt rồi. Bây giờ con sẽ đi xin lỗi các bạn và mời các bạn quay lại tổ chức tiếp mẹ nha. Ừ, con đi nhanh đi. Bông hoa cúc trắng. Mẹ ráng ăn một chút cho khỏe nha mẹ. Mẹ không muốn ăn đâu. Mẹ không sao chứ? Máu, trời ơi, mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ ơi, mẹ không thể chết, để con đi gọi thầy thuốc. Nhà mình làm gì có tiền hả con? Mẹ hãy chờ con nha mẹ. Con sẽ tìm cách mời họ về đây chữa bệnh cho mẹ. Nhà mày còn thiếu cả chục đồng tiền thuốc, tao chưa thèm đòi đấy. Còn muốn mua chịu nữa sao? Đi đi. Xin ông hãy cứu mẹ cháu đi. Tao bán thuốc kiếm tiền chứ không phải là làm từ thiện.
nhóc con, muộn rồi, ta còn phải đóng cửa. Ông ơi, ông ơi. Không ai chịu bán thuốc cho mình hết. Làm thế nào bây giờ? Mẹ sẽ chết mất. Này cháu gái, sao lại ngồi khóc ở đây? Bà ơi, mẹ cháu bệnh nặng, mà nhà cháu không có tiền mua thuốc. Cháu không muốn mẹ chết. Thì ra là vậy, tội nghiệp cháu quá. Bà ơi, bà có cách gì giúp mẹ cháu sống lâu thêm nữa không? Cháu thương mẹ lắm, cháu không muốn mất mẹ. Ta... Nín đi nào. Ta biết một cách có thể giúp mẹ cháu kéo dài sự sống. Thật á bà? Cách gì bà nói giúp cháu đi ạ? Cháu hãy đi sâu vào rừng, leo lên đỉnh núi, đến bên gốc cây cổ thụ to nhất, hái một bông hoa cúc trắng duy nhất trên đó. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì tức là mẹ cháu sống được hàng ấy ngày. Đây rồi, cây cổ thụ to nhất đây rồi. Bông hoa duy nhất ở đâu? Ơ, 1, 2, 3. Sao bông hoa này chỉ có 5 cánh? Vậy là mẹ chỉ sống được thêm được có 5 ngày thôi sao? Hay không phải là bông hoa này? Mình đã tìm quanh gốc cây nhưng chẳng thấy bông nào khác. Đây chính là bông hoa duy nhất mà bà lão nói sao? Năm ngày, chỉ có 5 ngày thôi sao? Mẹ ơi, con không muốn. Tuyệt quá, bông hoa bây giờ đã biến thành vô vàn cánh. Vậy là mẹ có thể sống thêm được nhiều ngày nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ xem con mang gì về này. Mẹ, mẹ đã khỏe rồi sao? Còn bà, sao bà lại ở đây? Chẳng phải mỗi cánh hoa này tương ứng với một ngày mẹ cháu sẽ sống được trên đời hay sao? Và cháu đã xé bông hoa thành bông hoa vô vàn cánh đúng không? Ôi, tuyệt quá! Cháu cảm ơn bà. Bà chính là bà Tiên à. Bông hoa cúc này tặng cho cháu. Nó tượng trưng cho tình cảm của hai mẹ con, cho lòng hiếu thảo của cháu. Cháu hãy chăm sóc nó thật tốt nhé. Vâng, cháu cảm ơn bà. Mẹ, con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Máu cũng phải sang. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới trưa rồi. Mình bảo hôm nay đi ăn cỗ ở làng bên kia mà. Sao giờ còn chưa đi? Giờ tôi chuẩn bị đi đây. À, mình có thấy cái áo vest tay tôi treo ở cửa tủ ở đâu không? Hôm qua tôi treo sẵn đó mà giờ chả thấy đâu cả. Em cất vào tủ rồi. Áo vest tay xịn tôi lấy ra treo cho phẳng để mặc đi ăn cỗ, lại cất vào tủ nhăn hết áo. Rõ là áo đó rộng mình mặc không có đẹp đâu. Để em chọn cho cái khác. Mình đúng là nhà quê, vé xịn, áo tay nó thế. Rượu này rượu quê, thơm thì thơm thật đấy, nhưng mà thua đứt rượu Tây. Làm gì có rượu nào nguyên chất như rượu quê mình, rượu Tây chỉ được cái mát thôi. Phải đó, rượu quê cứ mềm môi, gọt liệm, uống chỉ có mê. Các ông đúng là chưa ra khỏi cái cổng làng, chả biết gì cả. Đồ Tây nó khác. Từ chai rượu đến cái quần cái áo, khỏi chê đi. Mà nhân tiện đây, hôm nào mời các ông qua nhà tôi ăn cơm, nhà tôi có lọ muối Thái mới được người ta biếu. Muối Thái nó thơm ngon và đậm đà, khác hẳn muối ta. Tôi thấy muối nào chả là muối, muối Thái thì cũng là muối biển mà ra. Chắc là nước biển Thái nó đậm đà hơn biển ở ta. À, mà hôm nay anh Tèo mặc cái áo vest rộng quá, anh đi mượn ở đâu vậy?
anh chả biết gì cả. Mượn là mượn làm sao? Áo tay nó thế, rộng một tí nhưng vẫn giữ được dáng chuẩn. Nhìn miễn chê đi. Chẳng qua là ghen ăn tức ở với mình nên mới chê đây mà. Thôi chào mọi người, tôi về trước nha. Anh uống nhiều thế, cứ rượu vào là không biết trời đất gì nữa. Chưa cởi áo, nằm thế này nhào hết cái vest xịn của tôi. Rõ khổ. Đau quá đi mất. Mình ơi, mình đâu rồi? Mình làm sao vậy? Tôi đau bụng quá, chịu không nổi nữa rồi. Đưa tôi vào viện nhanh lên. Tôi bị làm sao vậy? Bác sĩ bảo anh bị chảy máu dạ dày phải mổ gấp. May mà đưa đi cấp cứu kịp đấy. Giờ anh không sao rồi. Bây giờ anh phải cố gắng ăn uống bồi bổ cho lại sức. Anh bị mất nhiều máu quá, phải tiếp máu đó. Nước nào? Anh hỏi gì? Nước nào? Ôi trời, bảo là truyền máu chứ có liên quan gì đến nước. Tôi hỏi máu nước nào? Anh hỏi cái gì mà lạ vậy? Vẫn chưa tỉnh thuốc mê hả? Anh nghĩ đi, thôi không nói chuyện nữa. Việc quan trọng như thế mà lại không dùng hàng ngoại à? Gọi bác sĩ lại đây, mau thay máu ngoại cho tôi. Bác sĩ, sao lại thế này? Bác sĩ, ngoại, tiếp máu ngoại cho tôi. Chiếc gương kỳ lạ. Vẻ đẹp tiềm ẩn. Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không nhìn đường sao? Xin lỗi anh, tại tôi không để ý. Lưng đã còng, mắt lại còn toét nữa. Đúng là đã xấu còn vô duyên. Lưng còng ư? Đã xấu lại còn vô duyên ư? Trông mình xấu xí thế sao? Đúng là chẳng giống ai cả. Sao lưng mình lại cong thế này? Trông chẳng khác nào bà còng cả. Thế mà trước giờ mình chưa từng nhận ra. Chị Tam Càng, sao lại ngồi khóc đây thế này? Cá Vàng ơi, trông tôi xấu xí lắm phải không? Sao chị lại nói thế? Tôi thấy chị cũng xinh đẹp mà. Cậu đừng có an ủi tôi. Tôi biết tôi xấu mà. Đừng nói vậy, chỉ có đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu. Cả đại dương này có ai được như thế đâu. Thật thế sao? Đương nhiên, tôi có bao giờ nói dối chị đâu. Nhưng tôi lại có chiếc lưng cong như bà còng. Lưng cong thì đã làm sao chứ? Trước giờ chị vẫn sống vui vẻ cùng nó có sao đâu. Trước giờ tôi không có để ý. Hôm nay gặp anh cua, anh ấy chê tôi xấu xí, lưng còng không giống ai. Ôi dào, tưởng chuyện gì, ai nói mặc kệ người ta, mình cứ thấy mình đẹp là được rồi. Nhưng tôi cũng thấy mình xấu thật, có ai cong mà vẫn đẹp đâu, tôi không muốn sống nữa. Phải rồi, chị đi với tôi. Đi đâu cô? Cứ đi rồi biết. Ôi, trời đang mưa mà, cậu kéo tôi lên đây làm gì? Chỉ là mua bóng bay thôi, một lát là tạnh ngay ấy mà. Tôi muốn cho chị xem cái này. Xem gì cơ? Ôi, cầu vồng, đẹp quá. Chị cũng thấy cầu vồng đẹp sao? Lẽ nào cậu lại không thấy? Thế theo chị thì cầu vồng cong hay thẳng? Tất nhiên là cong rồi, làm gì có cầu vồng nào thẳng chứ. Đấy, chính chị cũng biết là cầu vồng cong. Nó cong nhưng vẫn đẹp đấy thôi. Cong đâu phải là xấu.
Công có vẻ đẹp riêng của Công mà. Thế nên đừng buồn vì lỡ như có ai đó bảo vệ Công nhé. Mỗi người sinh ra có hình dáng riêng của mình. Vẻ ngoài không quan trọng, quan trọng là vẻ đẹp bên trong tâm hồn thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cá vàng nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.